Kính thưa quý khán giả, đề tài hôm nay tập trung dân chủ chỉ để độc quyền đặt lợi. Thưa quý vị, sau đại hội đảng 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói với báo Nhân dân thế này. Qua thành công của đại hội, bài học lớn tiếp tục được khẳng định là việc mở rộng dân chủ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng. Dân chủ để phát huy trí tuệ của toàn đảng để thắt chặt đoàn kết thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong việc đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội 11, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới. Đặc biệt là trong công tác nhân sự, lựa chọn những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực tư duy chiến lược có tinh thần dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm giới thiệu vào ban chấp hành trung ương và các chức danh chủ chốt của cơ quan đảng nhà nước như vậy rõ ràng đảng cộng sản việt nam đang dồn mọi nỗ lực để đề cao chủ trương tập trung dân chủ sau đại hội đảng 12 để tiếp tục cai trị độc tài chống đòi hỏi dân chủ trong dân chúng hầu bảo vệ đặc quyền đặc lợi cho đảng nhưng nếu chỉ dân chủ trong đảng để tiếp tục phủ nhận dân chủ trong dân thì đó là thứ dân chủ trá hình lãnh đạo đã lạm dụng nguyên tắc tập trung dân chủ để buộc nhân dân phải chấp nhận tổng bí thư người đứng đầu đảng được nhân danh đảng để cai trị cả nước Thưa quý vị, Hiến pháp sửa đổi năm 2013 không có bất cứ điều nào cho phép đảng Cộng sản Việt Nam làm như thế kể cả việc đảng được quyền giới thiệu 3 chức danh lãnh đạo chủ chốt gồm Chủ tịch nước chủ tịch quốc hội và thủ tướng chính phủ nhưng đảng cứ đảng cử dân bầu với lý lẽ vắt chảy ra nước rằng đảng cộng sản việt nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội do đó khi ban chấp hành trung ương đảng 11 tự ý chấp thuận trước để giá giới thiệu với ban chấp hành trung ương 12 tán thành ba ủy viên bộ chính trị gồm bộ trưởng công an trần đại quang giữ chức Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 13, bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội khóa 14 và Phó Phủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên chức Thủ tướng thay Nguyễn Tấn Dũng là đảng đã lấy thịt đè người và công khai trà đạp lên hiến pháp. Cái khoản 7 của điều 70 cũng viết về nhiệm vụ của Quốc hội là bầu miễn nhiệm bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Như vậy ngoài chức danh Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng được cầm quyền ngay ba chức danh kia phải chờ cuộc bỏ phiếu diễn tuồng của Quốc hội khóa 14 sau cuộc bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2016. Thế là có phải là đảng đã đặt cái cầy trước con trâu quốc hội không? Xã hội Việt Nam cứ mãi đi đẹp phía sau các nước trong khu vực và không ngóc đầu lên nổi sau 30 năm đổi mới là do lỗi của đảng và do đảng tạo ra. Nhưng trong cuộc phỏng vấn của báo Nhân dân, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn nói như vòi nước chảy rằng từ khi ra đời đến nay, đảng ta đã được trải qua 12 kỳ đại hội, mỗi kỳ đại hội đánh dấu một bước phát triển trưởng thành của đảng và khẳng định mạnh mẽ bản chất giai cấp công nhân của đảng. Ông Trọng đã suy tôn công lao của dân lên đến tận cung trăng để kể công của đảng là đã lãnh đạo thành công hết cuộc cách mạng này đến cuộc cách mạng khác. Ai cũng thấy ông Trọng đã đi nước đôi trong ván cờ đánh cá với dân nhưng ông lại quên rằng thành công của đảng chỉ có đảng viên được hưởng mà thôi. Khắp nước, đội ngũ công nhân vẫn phải làm đầu tắt mặt tối mà chưa đủ ăn, vẫn thiếu quần áo mặc và con cái chưa được học hành đến nơi đến chốn. Trong nhiều năm qua tuy nhà nước luôn luôn cổ võ tôn trọng quyền làm chủ của dân qua phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra nhưng thực tế người dân chẳng có quyền hành gì với công việc của đất nước hỡi các anh chị em công nhân yêu dấu và lam lũ ơi ông trọng đã cho anh chị em uống nước đường và đưa lên tận mây xanh để bóc lột anh chị và nông dân đến tận xương thủy bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa buông tha cho các con cháu, các anh chị. Có ai hãnh diện không và đã có bao nhiêu anh chị được chui vào Trung ương Đảng để làm giàu hay được nắm giữ các chức vụ hái ra bạc khạc ra tiền trong cuồng máy cai trị của Đảng và nhà nước? như vậy dân chủ tập trung để làm gì nếu không phải chỉ để bảo vệ quyền cai trị độc tôn và những đặc quyền đặc lợi khác cho đảng trân trọng kính chào quý khán giả và cảm ơn nhà báo phạm trần đã giúp tài liệu cho bài nhận định này